Tú Si Bình Vũ xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Em xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các cô chú và các anh chị. Các cô chú anh chị mình xem video thì nhớ đăng ký kênh giúp em ha, cũng như là chia sẻ video để mà có thể là nhiều người biết đến kênh của em nhiều hơn ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ ngoài những em túi da độc lạ và những túi thông thường thì em sẽ giới thiệu một số mẫu túi du lịch ha mấy chị ha, túi to ha. Rồi đầu tiên một em này, một em đà điểu thật nha mấy chị. Mấy cái gù gù lên này mấy chị, cao lắm ha, màu kem ha, màu thì để em xem hình coi. Rồi y chang nha mấy chị, không có khác gì ha. Rồi em này độ mới khá là cao, cái nó không có dơ gì hết nha mấy chị. Cái hai cái mặt này ha, là nói chung là em không có thấy dơ gì hết nha. Tay cầm đây ha, tay cầm bản 2 phân. Cái dây này là mình tăng giảm xách tay và đeo vai ha. Rồi cái phần hông đây, cái then phá này nè, vàng ánh, không có vết trầy khờn nhiều luôn, ít lắm, không có luôn nha mấy chị. Rồi cái phần đáy gốc á, thì nó có hơi nhẹ tí xíu. Rồi cái này nè thì thẳng thớm, đáy túi thì thẳng thớm. Đây ngay chỗ này nè mấy chị, nó có hơi bị đó dơ dơ tí đó ha, đó một chút đó thôi. Rồi nè, đây nè, bên đây nè, sáng giới luôn ha. Rồi mặt sau là có một ngăn, có một ngăn lót là lót màu kem, lót phun sơn luôn nha mấy chị, nhưng mà khô queo rồi ha. Rồi mặt trước, mặt trước cái khóa của nó như vậy đây. Cái phần này là da bò ha mấy chị ha, cái phần nắp túi là da bò. Rồi đây là có hai ngăn, một ngăn lớn, ý một ngăn nhỏ nè, hai ngăn lớn ha. Rồi bên đây là có một ngăn, một khóa kéo, khóa kéo IKK ha. Rồi lót ở chỗ này là phun sơn, em này là có cái hiệu đây, đây này Tokyo, rồi mắc Isaban. Rồi ở dưới là có cái gì nữa đó mấy chị, đây em không thấy đó. Rồi có một cái gì đây, một cái gương đó, nó hay có cái gương vậy đó mấy chị. Rồi ở đây là cái chỗ này là để thẻ ha. Rồi cái này là cái gì đây, cái này là cái gì không biết mấy chị. Rồi cái phần lót á thì khô ráo hay mấy chị ha, nhưng mà nó có một cái chỗ này nó hơi bị tróc tróc ở chỗ này một chút xíu thôi. À ngay chỗ này có một ngăn nữa là ở trong này lót giải dù ha. Ôi đẹp ha, đó đây tính là quá trời ngăn ha. Ở cái phần lót thì còn ngon lành nha mấy chị, đó nó chỉ có bị tróc ở chỗ này một chút xíu nè, đó còn rất là đẹp khô queo ha. Rồi sạch sẽ, em coi coi còn cái gì nữa không. Rồi rất là sạch luôn nha, em này độ mới khá là cao ha mấy chị ha, 90% có luôn ha. Rồi nó chỉ bị một cái góc đó thôi, ngoài ra là cái màu này á, mà nó được như vậy thì cũng hàng si, mà cái màu này nó được như vậy thì nó độ mới là cao lắm mấy chị. Thường mấy cái màu này mà mình dễ bị dơ ha, mà nó mà bị dơ một cái là nhìn nó sẽ rất là ghê đó, mà em này rất là sạch luôn, không có một vết gì luôn ha. Cái phần này nè nha, cái góc thì em đã báo rồi, nhưng mà ở trên này nè không có dơ gì hết ha, rất là sạch. Size của em này là cao là 18, miệng á, ngang miệng sẽ là 23, ngang đáy là 27, đáy là 7 phân, em bán 850k, mã 162, 850k, mã 162, một em màu kem ha mấy chị ha, một em điểu thật nha. Rồi, một em xám, màu xám, này xám... Rồi, ở trong hình vẫn sáng hơn nha mấy chị ha. Cũng là đà điểu thật nha mấy chị ha. Rồi, bên hông. Cái em này thì được. Cái phần ấy nó không có đẹp bằng cái em vừa rồi luôn ha. Rồi, cái phần đáy, phần hộp đáy này người ta làm nguyên một cái miếng da từ đây ra đây luôn ha. Qua bên đây luôn. Đó. Rồi, có bốn cái đinh. Phần da thì cũng còn đẹp lắm. Sạch sẽ luôn mấy chị ơi. Có các em này lỗi lót. Nè, đây, phen phá cũng vàng ánh ha, cũng dây cũng tăng giảm, đeo vai đeo chéo được ha. Ý bậy, xách tay đeo vai, nó xà là tà lai nè mấy chị. Rồi, lót ở trong là màu xám, lót là xấu quắc rồi mấy chị ơi. Đó, coi người ta cái túi như vậy ra nè, cái là bị cái lót thôi tức không. Rồi, bên trong, ý nắp miệng nè mấy chị, cái này nó cũng y chang cái kia nó, mà đẹp quá trời luôn nè, coi nè. Cái phần khóa nó nè, đẹp ghê luôn á, không có trầy khờn gì luôn á, sáng bóng luôn á. Rồi em này lỗi lót nha mấy chị ha, cái phần này là cũng là miếng da ha.
Rồi cũng có một khóa kéo IKK và có hai ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Lót thì nó xấu rồi. Đây. Nó ướt ướt rồi nha mấy chị ha, nó tróc rồi nha. Nè, tróc tay em rồi nha ha. Nó tróc rồi đó. Thì anh chị, cô chú, anh chị nào mà mình có thể xử lý được cái phần lót, mình thay được cái phần lót này á thì mình làm giúp em ha. Đó. Ở ngoài rất là đẹp luôn mấy chị, không có bị gì đâu này, chứ loại này cái lót nó xấu quá rồi ha. Phần ngoài rất là đẹp. Rồi, mấy phần này nè, còn cứng cáp đẹp lắm ha. Không có vấn đề gì luôn. Đè điểu này già cũng già nè, cái lớn lắm, to lắm ha. Rồi, size của em này. Size này là cao là 19, ngang là 24, đáy là 5,5. Em bán là 550k mã 165. 550k mã 165 ha. Một em điểu thật. Rồi em này. Em một em cặp ha, hiểu mấy chị? Hiểu Nina Dixie ha. Rồi nó có một cái cặp với lại một cái ví, mà cái này á là nó còn full hộp luôn. Ý bao nó còn nguyên rồi mấy chị ha. Hai bao giải. Đó, hai cái bao của nó đây luôn ha. Đó nó còn nè. Nguyên nó là mới cứng rồi đó mấy chị ha. Em giới thiệu em này trước đi. Rồi một em ví. À đây, hai cái chữ hiệu của nó đây ha. Rồi nhỏ nhỏ. Rồi, mới tanh. Đây, hiệu đây. Một ngăn này, hai ngăn này ha. Cái này là cũng một ngăn. Sao cái ngăn này nó cứng quá? À cái này không có. Này không phải. Rồi cái cớp. Mới ken này ha mấy chị ha, nó còn nguyên đây nè. Đây, còn cái giấy luôn ha. Rồi cái phần cái hộp. Cái này nó bằng cái gì ngộ lắm mấy chị, nó cứng cứng, nó giống như giấy mà cứng vậy đó, không biết phải không, em không biết cái này là cái gì nha. Đó, màu vàng, màu bò ha. Ủa. À, vậy. À, để vậy. Rồi, em này là mới ken ha mấy chị ha, sạch. Sạch sẽ ha. Rồi, qua nó một bên đi. Rồi tới cái cặp. Đây, cái này có chìa khóa, có chìa khóa luôn chứ, cái này mình khóa thẳng vô đây luôn ha. Khóa nó làm gì? Rồi, bên trong ngoài trước đi mấy chị. Rồi, mới ken à. Bên hông. Mặt sau. Rồi, có dây đeo chéo, dây bản 2 phân. Dây da ha. Rồi. Này. Đây, cái hiệu người ta dập ở trên đây nè mấy chị ha, cái đầu này khoen này người ta cũng dập trên đây ha. Rồi khóa thì vàng ánh này ha. Này. Tay cầm. Rồi còn cái giấy của nó đây. Giấy bán giá tiền hay gì đây. À không phải, của Ni. À có mã số rồi mấy chị đây. In Japan. Rồi Nina Lucy. Rồi dây cái tay cầm thì nói chung là mới rồi ha. Rồi cái phần khóa nó đây. Người ta cái chữ N ở đây ha. Em mẻ lên vậy. Mở vậy ha. Rồi. Cái chìa khóa. Ủa, à phải tháo ra chứ hả? Ờ, nói chung là khóa được nha mấy chị ha. Phải tháo cái dây này ra mới tháo mới khóa được chứ. Rồi, bên trong. Bên trong cái này là cái gì ta? Da bị u á mấy chị. Ha. Rồi. Đây, hiệu nó đây. Rồi khóa là khóa IKK ha. Một cái khóa. Rồi một ngăn này. Đó, nó có dính này nè mấy chị, nó mới. Nhưng mà cái phần lót của nó em cảm giác là nó bị ẩm ẩm ha. Đây. Rồi một ngăn lớn này ha, một ngăn nhỏ này ha. Đây có chỗ dắt viết rồi, hai cái này, thẻ, một cái chỗ dắt viết. Rồi, một ngăn, hai ngăn, một khóa kéo ha. Ui, cũng có một cái gương. Rồi, cái phần lót á thì nó sạch sẽ, nó mới ten rồi ha mấy chị ha. Nhưng mà nè, nó bị ẩm ẩm nha. Rồi bên đây nè, giống như là cái kiến nó đụng lại hay sao đó, nó hơi ẩm ẩm cái tay của mình thôi chứ nó còn chưa có dính ha. Đó, nó cái phần lót này là nó không được ok lắm á. Bên đây là gì đây? Đó, ngoài ra là nó mới tinh. Đâu là cái size của nó? Rồi size của em này. Size của em này là cao là 25, ngang là 35, đáy là 12. Em bán là 950k.
Mã của em này là 16 950k, mã là 16 950k, là nguyên một bộ nha mấy cô chú anh chị đó. Em bán nguyên bộ nha, em không tách ha. Đó, nguyên một cơm một bộ của nó. Rồi em lên một, em lên một em này, cái ví em quên đọc rồi, một em du lịch thế mấy chị ha, du lịch mini thôi ha. Rồi dây của nó là dây mình đeo vai được nè, đeo vai xách tay được nè ha, màu nâu, nâu đậm phối với lại vân dập xấu, da bò dập vân xấu ấy mấy chị ha, này màu nhạt một chút, này đậm ha. Rồi em này độ mới em cao lắm á, cao lắm mấy chị, 4 cái đinh. Rồi cái hai bên phần nguyên cái phần đá này là điểu dập ha. Rồi dây thì còn ngon lành lắm, dây da nói chụp là da thật thế mấy chị ha. Rồi bên trong thôi đây, hai mặt đều giống nhau ha, không có gì nữa hết ha. Rồi nó có một cái ổ có chìa khóa, nhưng mà nó không có ổ khóa thì cũng như không ha. Đó, nó mất ổ khóa rồi, rồi để làm kiểu chơi vậy đó. Rồi bên trong có hai của một đầu phá, một đầu phá thôi. Rồi bên trong là lót da dải kaki màu nâu với mấy chị, sạch lắm nha, cái này là không phải là dơ mà bụi thôi ha. Rồi có một khóa kéo rộng mênh mông vậy ha. Rồi bên trong là made in Italy, rồi chứng nhận da thật thôi chứ nó không có để hiệu gì hết nha mấy chị ha. Nhưng mà cái bản da này đẹp lắm nha mấy chị ha. Đó, cái túi này xài bao bền nè, được mình đựng được 5-6 bộ đồ luôn mấy chị ha. Ha, khoảng 5 bộ thôi đi đó, khoảng 5 bộ trở lại đây. Đó, đi đồ gọn gọn thôi nha, chứ mà quất mấy cái quần riêng vô là không được à. Size của em này là cao là 24, ngang là 41, đáy là 14. Em bán là 480k, mã 16D, 480k, mã 16D. Rồi em này canvas hay mấy chị ha, khối da thật, cái này là da thật ha, canvas. Rồi cái này nó có cái hiệu này đây ha, nhưng mà em không biết của ai, ý của Hàn, đúng rồi, em này của Hàn Quốc đó mấy chị, đúng rồi, hiệu của Hàn Quốc. Rồi mới lắm ấy. Cái này bao bền, này xài sẽ rất là bền, phần viền da là có bị trầy khờ một tí nhưng mà sạch lắm, mà sạch sẽ hết, mới lắm mấy chị ơi ha. Cái này là mấy anh mấy chị đều xài sử dụng được nè ha. Em này thì mình đựng được khoảng cũng 4-5 bộ đồ ha. Rồi mặt trước là nó có một cái nút bấm ha, nút hít. Rồi mặt sau là có một khóa kéo lót trong dãy dù, cái này mới ken ha. Rồi, em này là mới luôn á chị, này mới ken luôn, đúng rồi, em này là mới luôn chứ không phải là như nữa mà mới luôn. Rồi có một khóa kéo, rồi một ngăn vậy thôi ha, to đùng vậy nè mấy chị. Rồi sạch bóng, dãy là dãy dù, không có dây đeo chéo, không có thiết kế dây đeo chéo. Rồi dây tay cầm nè còn cứng khừ rồi mấy chị ha. Nói chung là em này mới, nó mới 95% luôn á mấy chị ha, trên 95% luôn. Size của em này là cao là 24, ngang là 36, đáy là 12. Em bán là 450k, mã 161, 450k, mã 161 với anh chị ha. Túi này là mấy anh mấy chị đều xài được hết ha, khá là bền. Rồi em qua mẫu ha. Rồi một em này, một em này đây, cái này là to hơn, da thật thấy mấy chị, cũng là cái này là cũng là canvas thôi ha. Rồi ấy hiệu em này đây, cái này của Valentino mấy anh chị, đây hiệu nó đây. Rồi cũng mới ken nè, bề ngoài thì mới ha. Rồi phen phá đây, phen phá thì có mờ mờ ha. Về cái phần này thì nói chung là sao, một phần là màu của nó sạch rồi ha. Rồi cái phần này nè, phần này nó không có bám dơ rồi gì, thành ra mình nhìn nó sẽ rất là đẹp, còn mới tinh nè. Rồi bốn đó trầy khờm cái phần này, cái phần da nha mấy chị ha. Rồi có 5 phần đái to nè, có 5 cái đinh ha. Rồi em này có dây đeo chéo,
Em này có dây, không có bị mất dây ha. Rồi tay cầm cũng còn rất là đẹp, cái màu nói chung là quá trời đẹp luôn ha. Rồi bên trong, ý mặt trước có một, mặt sau có một ngăn nhỏ xíu xíu. Rồi mặt trước là có miếng hiệu ha. Bên trong đây, có dây đeo, dây nguyên zin luôn mấy chị ha. Dây nguyên giật bản của nó luôn. Rồi bên trong của em này là lót phun sơn nha mấy chị ha, màu nâu. Có một khóa kéo, nhưng mà cái phần lót của nó là có vấn đề rồi ha. Nó không ướt, nó bị, nó khô nha ha, nó không ướt nhưng mà nó có bong tróc đây. Đây ha. Đều hết đây ha. Đó, nó khô queo hả nha mấy chị, không có đỡ, có một cái là nó không có bị ẩm ướt, ướt còn bực bội dữ nữa. Rồi, bị em này bị lỗi lót ha, nhưng mà nó rất là rộng luôn mấy chị. Nếu mà không, em này mà không bị lỗi lót rồi nó ngon biết bao nhiêu mà nói, tức mình không. Đó, quá trời bự luôn. Size của em này là cao là 23, ngang là 37, đáy là 17. Em bán 450k mã 16X, 450k mã 16X thêm anh chị ha. Em này em đã có giới thiệu một lần ha. Em này là cũng to đùng luôn mấy chị ha, đựng được đó. Như cái này là mấy chị xài thôi ha, còn mấy em vừa rồi thì mấy anh xài được nè ha. Rồi màu này thì mấy anh không thể nào xài rồi. Đà điểu dập hay mấy chị, da dập vân đà điểu. Cái em này thì cái bản da nó là da cứng cứng, da khô khô á. Em rờ đó đó á, nó khô khô thô cái phần da ha. Rồi cái này là chỉ là kiểu ha. Rồi mở ra được, nhưng mà chỉ là kiểu thôi, không có cho đẹp thôi. Rồi cái phần đáy cũng to. Nói chung em này cũng mới đó mấy chị ha. Phần da không có bị gì hết á. Rồi tay cầm đây cũng không có vấn đề gì là da ha, da thật hết á. Nhưng mà cái bản da này là giống. Rồi mặt trước làm vậy ha. Rồi có một cái khóa miệng, một khóa miệng. Cái phần này là nhung, chảy nhung ha. Đó, người ta làm nó cao lên vậy nè, một tấc này mấy chị ha. Rồi ở trong á là nó mênh mông á mấy chị ha. Đây, đây hiệu của em này đây, Made in Italy ha. Rồi cái vải á, vải lót là màu xanh, vải lê nền dày, đây dày luôn ha, màu xanh đen á ha. Ở nó sạch lẻ sẽ lắm. Đây lót này, sạch bóng nè. Em này như mới vậy mấy chị, tanh luôn ha. Rồi để em coi cái khóa nó coi ok không. Ồ, khóa này là em như mới á. Túi này đựng được khá là nhiều đồ nha mấy chị, nó rộng lắm. Này đựng cũng như 7-8 bộ đồ luôn á ha. Size của em này là cao là 32, ngang là 35, đáy là 20 phân luôn. Ôi, em bán là 480k mã 16H. 480k mã 16H ha. Đen phối màu màu hồng, màu dâu vậy ha. Rồi, một em cũng là du lịch mini với mấy anh chị ha. Nâu, cái này là nhạt hơn ha. Cái này là canvas, cái này là da, da rất là dày, bản da cứng ngắc luôn. Rồi, đây nè, cái phần da này mấy anh chị coi nè. Ô, nó dày cui luôn ha. Này cái này người ta để mọc luôn nè ha. Rồi, nguyên cái phần này là da, nhưng mà cái bản da này thì nó lại có bị răng da nha. Cái đầu khóa của nó làm vậy. Đây, nó răng cái phần này nè. À. Rồi, cái phần tay cầm để em xem coi. Đây, tay cầm đây mấy chị, mấy anh chị. Nó đi dày cui à. Đó, chắc dữ lắm luôn ha. Rồi, cái phần này da nó cũng có hơi bị răng da ha. Nói chung là phần này nó có củ da này ha. Gốc thì nó có trầy khờn ít nha, gốc lại đỡ. Rồi cái phần này thì không có vấn đề gì rồi ha. Em này là còn chìa nha mấy chị ha, còn chìa khóa ổ khóa luôn nha. Rồi nhưng mà không có dây đeo ha, em này là chỉ xách tay thôi. Bên trong cái này là màu vàng đồng, cũng còn đẹp lắm. Rồi cái thang, cái khóa nó rất là đã nha mấy chị ha, nhưng mà cái phần da chỗ cái này là không được đẹp nha. Cái phần này là người ta lót vải vải bố gì giống như mấy chị, vải cui à ha. Đẹp lắm. Màu xanh, màu xanh xanh riêu á.
bên trong là màu xanh rêu. Rồi có một ngăn, có một ngăn vậy ha. Cái phần này để em xem coi là cái gì đây. À cũng là cái giải bố luôn nha, mà đẹp, có màu xanh xanh bên trong, sạch sẽ nha mấy anh chị ha. Đây rồi, nhưng mà cái phần miệng này á thì mình nó không có được rộng ra ha, nó chỉ vậy thôi, là người ta không có làm để mà kéo sâu được ha. Da thì vậy. Rồi em này thì bên trong là rất là ok, bên trong rất là đà, xài là bao bền. Size của em này là cao là 22, ngang là 34, đáy là 17 phân. Ồ, em bán 450k mã 160, 450k mã 160, mình đựng cũng được 4-5 bộ đồ hết anh chị ha. Rồi quá trời đẹp luôn. Rồi em này, cái em này á thì nó giống như là người ta phủ một cái lớp bóng lên vậy đó, nó không phải là da nha mấy anh chị, mà em không biết cái nó là gì. À em này bị mất dây, khoan khóa thì đẹp lắm. Rồi nó bóng đó ha. Rồi đây cái hiệu này, Stika gì nữa ha. Rồi mới lắm mấy chị, mất dây. Rồi tay cầm đeo vai xách tay được ha, mênh mông cũng rộng mênh mông ha. Nói chung là mới ken à. Ồ, ở đây còn cái này, cái này cái hiệu mấy chị. Rồi bên trong ngoài không có ngăn nào hết, bên trong lót vải beo ha, giống như bằng vải vải bố dày dày ha, dày cui à. Rồi có một khóa kéo với lại hai ngăn nhỏ, một khóa kéo hai ngăn nhỏ, sạch sẽ nha mấy chị ha, sạch lắm mấy anh chị. Đây thịt bóng, nói chung em này dân gần như mới. Rồi cái phần tay, tay cầm này, nói chung là khoen khóa rồi nè, cũng còn sáng bóng mà em không có thấy lỗi gì luôn ha. À, em này cũng đựng được 5-6 bộ đồ, rộng lắm. Rồi mà có khóa miệng nha mấy chị ha, có khóa cái miệng. Size của em này cao là 24, ngang là 49, đáy là 11 phân. Em bán 300k mã 16k, 300k mã 16k ha. Rồi một em dù hết anh chị ha, dù ở đây là phối da, phối màu bò ha. Tay không có dây đeo chéo, da là da thời trang ha, nhưng mà mới, rất là mới, 95% luôn, không có một cái vết gì luôn ha, mới ken luôn á. Để ta coi lại cái góc đi. Rồi mới mấy anh chị ơi, mới ken ha. Rồi mặt trước, ừ cái này kiểu thôi, không có được, không có tác dụng gì nha, không có ngăn gì hết đó ngoài. Bên trong, rồi bên trong lót cái gì, dù mấy anh chị ha, lót giải dù. À có cái miếng điện, điện đái nữa ha. Rồi có một ngăn, không có khóa kéo, chỉ có một ngăn vậy thôi, giải dù sạch sẽ. Rồi nó đứng phơm này ha, dù giải nhưng mà nó, vậy nó có phải được cái phần đái, điện điện đái này, nó đứng phơm mới ken ha. Size của em này là cao là 26, ngang miệng là 30, ngang đáy là 33. Em bán là 270k mã 16L, 270k mã 16L, mới ken ha. Rồi một em này, một em da bò dập vân hết mấy chị ha, da bò dập vân, vân xấu, à xách tay ha. Rồi bên hông em này cũng rộng size lắm, da đẹp, da thật ha, da thật. Rồi bên mặt sau có một khóa kéo, ồ khóa đã nhẹ hiệu, khóa có dập hiệu ha. Đây hiện này của Hàn, em nhớ là của Hàn ha. Rồi bên trong bao khoan, để em coi coi, khoen khóa thì còn rất là đẹp ha, khoen khóa là còn đẹp nè, nhưng mà cái phần, cái chỗ này nè, cái miếng da này nè mấy chị, nó có hơi bị xấu một chút ha. Đâu để em coi cái miếng nào anh chị, à đấy nó có bị răng răng cái đầu hết á. Đâu người ta, nó có bị răng răng ở chỗ này thôi, nhưng mà không có bị rách gì đâu nha, không có đến nỗi xài cũng biết gì nào hư á. Khoen khóa thì còn vàng tươi ha, tay cầm cũng còn rất là đẹp, còn cứng ngắc hại mấy chị ha. Đây bên trong có khóa kéo miệng, rồi bên trong là có khóa kéo miệng vậy ha. Rồi có hai ngăn và một khóa giữa,
cái hiệu của nó đây nè mấy anh chị, Arsenal gì đó ha. Rồi có một ổ cái khóa kéo dễ thương đó. Rồi có một ngăn kéo nhỏ ha, bên đây là có hai ngăn, rồi một cái khóa kéo giữa, khóa kéo đều có in hiệu ha, in dập hiệu hết. Rồi sạch sẽ, nói chung em này còn mới mấy anh chị. Phần khoen này em thấy phần khoen khóa này ha, đó nó chỉ bị ngay chỗ này, đây nè mấy anh chị, đây nè, đó đây nó có ai răng ở chỗ này nè ha, nó bị tét một chút xíu nha, có tét luôn nha. Rồi chỉ một cái góc cái khoen đó thôi, một cái đầu đó thôi, bên đây là không có gì hết nè ha. Rồi nè cái này thì vàng ánh này ha. Rồi phần da cũng không có vấn đề gì luôn, đây góc gác này mấy chị nè, đái nè cũng còn cứng khừ nha, không có bị trầy khờn vậy luôn. Da là da dẻo nha, da dày nhưng mà dẻo. Rồi size của em này cao là 23, ngang là 31, đá 9 phân, em bán 350k, mã 10, mã 168, 350k, mã 168 ha. Rồi, một em dù ha anh chị ha, đẹp quá ha. Rồi, màu đen, cái tay cầm nó là cái gì mà em thấy nó cứng nhắc à. Em không, nó miếng sắt rồi, chắc người ta bọc cái da vô ha. Rồi, nó cứng, nè, phơm nó này ha. Dù, độ mới thì em thấy nó cũng khoảng 85% mà ha, dù mà. Đây nó có bị giống như dợp dợp chỗ này chút xíu này ha, nó có dợp dợp cái giống như là hai lớp dù mà nó bị dợp dợp lên vậy đó. Đó phần tay này thì còn cứng khừ này ha, cái gì vậy dướng trời trời, tự nhiên cột lại dán, tự nhiên cỏ dán về sao lấy đây mấy anh chị. Ủa sao nãy cầm đứng được mà sao giờ nó hết đứng rồi. Cái đây bên trong nó mở ra vậy ha, có một khóa kéo để coi khóa coi. Rồi có một cái hiệu miếng tách hiệu hết mấy chị ha, hai ngăn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ. Đây em hiện em này hiệu đây cả mấy chị, của Italy với mấy chị, Italy ha. Rồi nó xịn mấy chị ơi, cái phần lót nó ở dưới đáy em coi coi nè, sạch bóng nha ha. Cái phần dưới này rất là sạch, nó chỉ bị dơ dơ chỗ này chút xíu nha ha, ở phần trên miệng thôi ha. Đây đó, rồi rất là đẹp luôn ha, cái này xài biết là hư mấy chị. Rồi size của em này là cao là 35, ngang là 37, em bán 380k, mã 169, 380k, mã 169, một em dù ha, rồi còn rất là đẹp mấy chị. Rồi có một cái miệng nó là có nút cái bấm gì hay mấy chị ha, đó nó phơm nó hơi thì phơm mỏng thôi. Rồi em lên một em này, một em da thật nha mấy anh chị, màu đỏ tươi luôn ha, này đỏ là giống như đỏ cờ luôn á đó. Nó có dây đây, dây nguyên bản, dây đeo vai đeo chéo ha. Rồi phần da dày ha. Ôi cái này là nguyên một cái miếng từ trên, nguyên một cái tấm da luôn nè mấy anh chị, từ đây qua bên đây luôn là nguyên một cái tấm da lớn luôn ha. Rồi da còn mới nha mấy anh chị, độ mới cao lắm, có nó hơi bị é màu, giống như nó hơi cho đen tối tối màu đen chút xíu. Rồi bên trong là có hai ngăn, một khóa giữa, nó không phải là hai ngăn mấy anh chị, nó là chỉ có một ngăn và một cái ruột giữa thôi. Cái này là cũng là một cái miếng da luôn, nguyên cái ruột này ha, cái phần giữa này là còn nguyên một cái miếng da luôn, chứ người ta không có lót cái gì hết á. Rồi bên trong là vải kaki màu xanh ha, để em coi màu nó coi. Ồ màu nó y chang nha mấy chị ha. Rồi lót nổi y vậy, không có lót gì hết ha. Rồi nguyên là một cái miếng da luôn, người ta để mọc luôn vậy ha. Ở trên đây nó có hơi đây, hơi vẹ sậm sậm chứ xin chút, ở dưới đáy nó có dơ dơ tí này mấy chị ha. Ôi cái em này mấy chị em chị xài biết chừng nào mà hư, nó không có cái gì luôn. Có miếng vải chính giữa có. Rồi có dây đeo chéo, dây tăng giảm được ha, nguyên một cái ba miếng da chà bá luôn ha. Size của em này cao là 22, ngang là 26,5, đáy là 12, em bán 300k, mã 16M, 300k, mã 16M. Da thật hay mấy anh chị, da bò thật dày cui nè, nó dày lắm luôn nè. Rồi một em này, một em này là của anh đó mấy anh chị ha, màu nâu, cái này là nâu nâu đậm luôn, nâu đen luôn ha. Rồi cái da, bản da của nó là bản da cứng,
da này là cái độ bóng nó không có độ bóng, nó lì lì da ha. Rồi em xem coi nè, mới lắm anh chị, cái phần da còn rất là đẹp, cái phần đáy là nó như vậy là nó còn rất là đẹp luôn nha. Ý cái phần bên hông á, rồi đáy này ha, thẳng thớm, da cứng mà nó được còn được phơm như vậy là nó còn độ mới nó còn cao lắm anh chị, nó không có vậy. Những em này thì nếu mà để kiện sẽ rất là dễ bị cấn kiện này kia, nó chỉ có một cái dây cái tay thôi nha, tay cầm thôi nha mấy chị, một cái vậy ha ha. Đó này là đeo vai được ha. Rồi mặt trước có một cái ngăn nhỏ đây, cái gì đây, đây cái này à, này của anh. Rồi có một nút khít đấy mấy chị ha. Rồi là cũng một nút khít, nút khít miệng. Rồi bên trong của em này, bên trong là lót vải kaki nha mấy anh chị, một ngăn nhỏ có nút khít lại ha. Rồi một khóa kéo, đây cái hiệu của nó đây nè mấy anh chị, đây của anh. Rồi cái khóa kéo của nó là có in cái hình này nè, logo của cái hiệu này ha. Rồi khóa kéo ngon lành, rồi sạch sẽ, sạch sẽ luôn mấy anh chị ơi ha, một màu nâu hết luôn ha. Rồi chỉ có nút bấm vậy thôi nha, em này là kiểu gọn gàng ha. Rồi size của em này cao là 20, ngang miệng sẽ là 25, ngang đáy là 28,5, đáy là 6 phân. Em bán 350k mã 16k, 350k mã 16k, phơm nó sang ha mấy chị ha, phơm còn cứng ngắc luôn. Rồi một em này, một em màu kem nha mấy chị, da dập vân á, mà nó dư là dân kỳ như kỳ đà vậy đó mấy chị, đó dập vân ngay vân kỳ đà, nó diễn diễn vậy nè ha. Rồi đẹp lắm, nhưng mà nó bị cái nè, nó có một cái chỗ đậm nè ha. Đó đây đây đó, nó có bị đậm đậm chỗ này nè, nó dính, em nghĩ cái này là bị đổ cái gì lên á đó. Đó nè, phần lót nó dính luôn này ha. Mà nói chung là nhìn mình cũng không có thấy lắm nha, nếu mà nhìn xa là không thấy nha mấy anh chị, đó, nhìn gần thì mới thấy thôi. Rồi cái này là cái miếng sắt người ta bọc da ha. Rồi em coi bên hông của cái kiểu của người ta nè. Rồi cái phần này da rất là đẹp luôn, nó còn đứng cứng phơm luôn ha. Dây là dây xích đây ha, dây vàng nè, dây như dây chuyền nha mấy anh chị ha, đó, đẹp lắm. Đây còn sáng nha, còn vàng ánh luôn ha. Mới em này tính ra độ mới cao lắm chị, nó bị cái lỗi này là người ta làm đổ cái gì lên á. À mặt sau là lót vải ha, vải xốp vậy. Em này là của Nhật mấy anh chị, đây cái hiệu nó nhìn không có ra được cái chữ trên, nhưng mình chỉ thấy dưới là Tokyo thôi ha. Rồi lót vải màu kem, màu nâu kem kem á ha. Rồi vải này ngồi vải xốp xốp mà giống như nó ánh là đẹp lắm. Có một khóa kéo ha, đây một khóa kéo đẹp, nói chung là phần lót là sạch sẽ rồi nè ha, sang. Rồi phơm này thì cũng mỏng thôi ha anh chị ha, mặt sau cũng có được cục nha. Rồi size của em này màu kem ha, size của em này là cao là 19, ngang là 27. Em bán 320k mã 16c, 320k mã 16c. Quên, em đem cho mọi người xem nó kỹ nè, cái vân đó nè. Đó, nó bóng vậy luôn ha. Đẹp kìa không? Vân nhiễm. Rồi, một em Hanamori ha mấy chị ha, một cái hiệu của xịn sò của Nhật ha. Rồi cái bản da nó rất là đẹp luôn mấy chị, nó mềm ha, nó đẹp dữ lắm luôn, nó mềm da nha. Nhưng mà thấy chị thấy cái nè, cái phơm nó vẫn còn rất là đẹp luôn ha. Không có giống như nó mềm mà nó còn đứng, cái phơm lại rất là đẹp luôn. Rồi da nó rờ đã lắm kìa, đây gốc của nó đây, nó vẫn còn thẳng gốc luôn này ha. Rồi khoen khóa thì có bị khờn khờn ha, giống như rồi không phải là khờn mà nềm chùi hết. Rồi dây là đeo vai nha mấy chị, dây ngắn thôi, dây bản là 2 phân, dây đẹp ha, đây dây này mấy chị, đẹp lắm. Rồi khoen khóa thì có bị trầy khẩn tí xíu ha, có một ngăn ở mặt trước là nó có một cái ngăn nhỏ như vậy ha, đẹp ha, cái kiểu này đẹp quá ha. Mà da nó là mê, da nó mà rờ là mê mấy anh chị, nó mềm nó mịn. Bên trong là đây cái hiệu đây mấy anh chị, Hanamori ha, hiệu này mà đa cũng sản phẩm của nó đắt lắm anh chị ha.
Rồi phá một khóa kéo IKK phá màu đen ha. Rồi em này là có lỗi lót á mấy chị ha. Đây là nó có một cái ngăn nữa. Bây giờ hiện giờ nó là giải ha, nó đã bông, nó đã phun sơn, nó đã tróc ra hết rồi. Đó. Đó, bây giờ cái này là nếu mà mình giặt á thì nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ đẹp lại ha. Đó, nó không có sợ gì dính gì nữa hết trơn rồi. Cái này là mình xài bao bền luôn. Cái da của nó nè, xịn sò lắm mấy chị. Đây. Đeo vai ha, không đeo chéo được, dây này hơi bị ngắn. Đó. Mình bỏ phơm ra nè, nó bỏ độn rồi nè em, nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Cái này mình xài thông dụng đi là nó rất là nhẹ nhàng ha. Da nhưng mà nó lại như nhẹ nhàng. Cao của em này là 18. À, ngang là 22, đãi là 5 phân. À, em bán là 350k mã 16B, 350k mã 16B ha. Một em da xịn sò. Rồi, một em dây xích đeo vai đeo chéo, cái này là mình đeo vai được này ha. Rồi mình kéo lại về thì mình đeo chéo. Rồi, da là trần trám, da thật nha mấy anh chị ha. Da trần trám nhưng mà cái đại này em thấy nó bị nhăn nhăn da nhiều quá nè ha. Độ mới không cao ha. Đây. Không có, có mới lắm ha. Độ mới dưới 80% nha mấy anh chị. Rồi, mặt trước nhưng mà cái khoen khóa còn đẹp lắm nha. Nè, sáng bóng luôn nè. Đây nè mấy anh chị. Rồi, đẹp ghê không? Không có trầy khờn gì nhiều hết ha. Đó, nó chỉ cái da nó em không nè, em thấy nó nhăn nhăn vậy thôi ha. Rồi cái phần tay cầm đây nè, đẹp ghê không, chắc dạ nó dày cui, nó nặng lắm, nó nặng tay lắm nha mấy anh chị. Rồi mặt sau không có, mặt trước thôi, mặt sau không có ngăn gì hết ha. Khóa kéo thì còn rất là ngon rồi. Ý khóa miệng bên trong là có một ngăn, hai ngăn, một ngăn nhỏ, hai ngăn lớn và một khóa kéo, đẹp lắm nha. Giải, đót giải màu đen hay mấy anh chị ha, sạch sẽ. Rồi mỗi bên đây có một khóa kéo nữa. Rồi một cái khóa kéo chính giữa. Ồ nhiều ngăn lắm nha. Đây một khóa kéo, một ngăn, hai ngăn, một khóa giữa đây, một ngăn nữa là ba ngăn. Ba ngăn lớn nha, to lắm ha. Size đâu? Rồi size của em này. Size của em này là cao là 20, ngang là 28, tái là 6 phân. Em bán 280k mã 16 ơ, 280k mã 16 ơ. Da nó dày lắm nha mấy anh chị, rất là dày ha. Rồi một em màu cam đất nha mấy anh chị ha. À, dây là bản 1,5 phân, dây để coi mình đeo chéo ha, dây khá dài rồi ha, đeo chéo. Rồi bản da còn đẹp nha mấy anh chị, da còn đẹp lắm nha, còn mới lắm ha. Cái phần này nó có nhăn nhăn da ha, hai bên hông ha. Rồi khoen khóa nè. Rồi dây thì nguyên bản của nó. Dây khóa nguyên zin hết luôn ha. Rồi bên trong hai mặt ngoài đều không có khóa. Rồi bên trong là có hai cái khóa miệng và một cái nắp nút khít. Đây chính giữa ha. Cái này là chính giữa, là cái này là nút khít hay mấy anh chị ha. Thì bên đây nó có một, có đây chỗ này dơ nha mấy chị. Đâu để em coi có phải không? Không, không phải dơ mấy anh chị. Cái giải nè, có chỗ này có dơ nha. Nhưng mà cái màu giải của nó nha. Này, cái màu nó ngộ lắm. Cái giải nó ngộ lắm. Cái giải nó giải dày như bố ha. Mà nó mỏng hơn bố. Rồi. Bên đây có hai ngăn nhỏ. À, một khóa giữa là có như vậy ha, một ngăn giữa là có như vậy. Rồi, hai bên đây là hai cái dây kéo. Đây, hai ngăn nữa. Đó, nó là vậy hết anh chị ha. Rồi xong. 3 ngăn. Khoen khóa nguyên zin hết, đầu khóa là dây da. Cao của em này là 19, ngang là 24, đáy là 6 phân. Em cũng bán 280k mã 166, 280k mã 166. Em này phần da còn rất là đẹp, độ mới cao hết anh chị ha. Rồi một em màu xám, cũng là may cái dạng trần trám hay mấy anh chị ha, may ô ha. Rồi da mềm hay mấy anh chị ha, mới độ mới cao lắm, màu xám đậm ha. Rồi hai mặt là không có dây kéo gì hết nha. Khóa thì dây thì khóa xích phối xích với lại dây da, dây bản 1,5 ha. Dây này để coi, dây này đeo chéo nha mấy anh chị ha, đeo chéo ha. Khoen khóa thì đẹp lắm. Đây, cái đầu khóa là có dập hiệu ha.
Rồi bên trong là lót vải in hiệu hãng ha mấy chị ha. Có cái chữ C trong đây ha. Rồi một khóa kéo, một khóa kéo đầu khóa là miếng da. Rồi chỉ có một khóa kéo thôi ha, bên trong rồi rất là sạch luôn. Đây nè, màu đen. Rồi đây nè, cái đầu khóa này mấy anh chị, đây nè, nó dày mà nó to mà nó sáng chới vậy nè ha. Rồi khoen khóa này còn rất là đẹp, độ mới cao lắm, cái size cũng vừa vừa xài ha. Này bạn điện thoại mình xài vô tư này ha. Rồi size đâu đây, size của em này là 18, cao 18, ngang là 24, đáy 5 phân. Em bán 250k mã 164, 250k mã 164 nha mấy anh chị. Vâng, kiểu dáng đơn giản thôi ha. Rồi một em này là dập bông hoa ha mấy anh chị ha, màu xanh đen nha ha. Cái dây nè, dây bản 1 phân rưỡi, dây cũng là tăng giảm đeo vai đeo chéo đều được hết ha. Rồi màu xanh, cái tông của cái nền của nó là màu xanh ha. Rồi có hai, có một ngăn trước, có một khóa nặng, có một khóa lót giải ha anh chị ha. Khoen khóa còn rất là đẹp, độ mới cao. Để coi đây, nói chung là không có có gì hết trơn á mấy anh chị, mới tanh à, lót gác không bị gì hết luôn ha. Một khóa miệng đây, cái có ghi cái gì như đây gì đó anh chị. Rồi bên trong là lót giải màu đen sạch bóng ha. Khóa nè, khóa cũng rất là đẹp, khóa nhỏ nhỏ nhưng mà rất là đẹp vàng ánh luôn ha. Rồi có một khóa kéo thôi, hai ngăn nhỏ bên đây. Rồi có hai ngăn, rồi sạch sẽ nha mấy anh chị ha. Em này là như mới nha. Đây, khoen khóa nó nè, vàng ánh luôn nè. Đó. Rồi đây, dây nè. Khá là đẹp luôn ha. Sạch bóng. Độ mới cao ha. Khóa kéo mướt tay. Rồi size của em này là cao là 18, ngang là 24, đáy là 3 phân. Em cũng bán 250k mã 163, 250k mã 163 hả mấy anh chị ha. Mới ten luôn ha. Rồi em này là kết thúc video nha mấy anh chị, cô chú anh chị ha. Mong rằng những cái túi này thì các anh chị sẽ yêu thích ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại video ngày mai hả mấy anh chị.